Hello, xin chào mọi người đã đến với cái channel ngày hôm nay. Lại là em và những cái sản phẩm làm đẹp ngày hôm nay. Thật sự là ngày hôm nay hàng về cũng rất là nhiều. Thật sự là mỗi lần em đăng bài em đăng tới mấy tiếng đồng hồ luôn. Kiểu như mình ngồi mình đăng bài mà muốn ngủ gục luôn. Nhưng mà lên những lần mà lên video mà để mà trò chuyện cùng mọi người cũng như là chia sẻ bí quyết những cái kinh nghiệm làm đẹp và những sản phẩm làm đẹp đang cực kỳ hot thì mình cảm thấy rất là hào hứng và cảm giác là mình tỉnh luôn nha mọi người. Hôm nay lại là một sản phẩm rất là mới đem đến cho mọi người, đó là dòng sản phẩm là thạch giảm cân Ipo của Hemia nha mọi người. Đây là một cái thương hiệu thật sự là đang rất là nổi đình nổi đám trong thời gian hiện nay. Và dòng sản phẩm Hemia này á, lúc trước thì em có nhập về dòng sản phẩm kem chống nắng của Hemia, và hôm nay em lại tiếp tục là phân phối thêm một cái dòng sản phẩm của Hemia, đó là thạch giảm cân của Hemia. Bởi vì sao? Bởi vì theo một thời gian tìm hiểu, theo một thời gian mà sự để khách đánh giá cũng như là sự nhu cầu của khách hàng quá lớn, nên bắt đầu em cũng là nhập về để phân phối cho mọi người, cũng muốn đem đến những chất lượng tốt nhất, những sản phẩm thực sự là đạt chỉ tiêu chất lượng, thì bên em sẽ giúp cho mọi người có những cái trải nghiệm, sẽ giúp cho mọi người sẽ có những cái lựa chọn tốt hơn trong cái việc giảm cân của mình nha. Hiện tại Hemia nó sẽ có tem chống hàng giả ở trên cái hộp này. Mọi người ơi, mua về check mã cọc chỗ này hoặc là cào cái mã tin nhắn như này gửi tới số tổng đài để biết được là hàng thật hay hàng giả. Và tiếp theo đó là cái tem chống hàng giả của Hemia ở chỗ này. Cầm lên cái hộp thạch là cảm giác nó hơi nặng nặng. Bởi vì sao? Bởi vì cái này là thạch giảm cân nên nó sẽ có kiểu như là những cái tiếp gói ở bên trong đó mọi người. Một cái hộp thạch giảm cân này được tặng thêm một cái cốm nghệ mật ong nè mọi người. Đây là một cái combo của nhà giảm cân bảo vệ sức khỏe của nhà Hemia nha mọi người. Công dụng của dòng sản phẩm này sẽ hỗ trợ tăng cường chuyển đổi chất béo và hỗ trợ giảm béo. Đó, đối tượng sử dụng là những người thừa cân, béo phì, người muốn giảm béo. Và cách sử dụng như thế nào thì ở trên này nó cũng đã có rõ, và hôm nay cũng giới thiệu sơ lược cho mọi người nha. Người lớn mỗi ngày dùng một gói trước hoặc là sau khi ăn từ 15 đến 30 phút. Và dòng sản phẩm này á là dành cho những chị anh chị em nào mà đang muốn có ý định giảm cân, giảm mỡ hoặc là muốn cho vóc dáng của mình được đẹp hơn. Đó. Và ngoài cái hộp giảm cân thạch của Hemia này ra thì nó sẽ tặng thêm là một cái cốm nghệ mật ong như thế này. Công dụng của em nói là sẽ thanh nhiệt nè, đẹp da nè, tăng cường sức đề kháng, cải thiện các vấn đề về tiêu hóa, bổ sung dinh dưỡng cho người ăn kiêng và cung cấp chất xơ cho cơ thể. Đó, thì cái hộp này kèm theo cái hộp này, đây là tinh chất từ nghệ và mật ong nên sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Một combo này bên em đang được phân phối và đang được bán cái mức giá rất là tốt, rất là rẻ so với thị trường. Mọi người ơi, muốn mua dòng sản phẩm này, muốn mua được hàng chính hãng, muốn mua được đảm bảo về sức khỏe cho mình thì mọi người ơi, liên hệ cho em ngay qua số điện thoại hotline là 0356605677 hoặc là 0355838057 hoặc là 0773339279 để được đặt hàng. Và Facebook của em là Facebook Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm để được đặt hàng nha mọi người. Đây là một combo giảm cân không thể thiếu cho tất cả các chị em phụ nữ, sẽ giúp cho chị em phụ nữ luôn luôn có một vóc dáng đẹp nhất, săn chắc và luôn luôn bổ sung được đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung được đầy đủ vitamin cho cơ thể, giúp cho cơ thể chúng ta được là phát triển, và đặc biệt hơn nữa là da dẻ nó sẽ được đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Đó, nhanh tay liên hệ sớm cho bên em nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem cái channel ngày hôm nay, và kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ, thành công và luôn luôn có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Bye bye mọi người.